Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Coco đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi một tựa game mới trên Roblox được gọi là Slap Skate and Music. Và nếu các bạn thích series này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mình có thêm động lực đến những video mới nhất nhé. Ok, không nói nhiều nữa, vào video thôi. Ok, thì kiểu tựa game này giống chơi, các bạn có thể đi làm DJ, làm dân nhảy hoặc là làm DJ hoặc là đi trượt ván trượt để độ lên level và lấy tiền để đi mua các trang phục. Tóm lại là game này nó kiểu dạng thế. Ok, giờ thì mình sẽ chơi đi ván trượt nha các bạn. Let's go. Thì tựa game này giờ thì khi đi ván trượt ấy thì mình sẽ tham gia những cái cuộc thi đấu các kiểu. Thì tí đấy, bây giờ nó đã xuất hiện trên màn hình, nó ở trên World of Legends trò chơi các bạn đấy. Nhưng là Survivor tự do Kingpin. Và cái cuối cùng thì mình không nhớ từ lắm nên các bạn có thể quay lại cái chỗ đoạn đấy để xem nha các bạn. Ok, đến lúc chơi rồi. Ok, thì chơi thể loại này là mình sẽ phải đi né tránh những người bị nhiễm dịch bệnh zombie ra. Và kiểu giống như là phải sinh tồn đấy các bạn. Được rồi. Đấy, hoặc là nếu các bạn bị ngã thì các bạn cũng sẽ biến thành zombie nha các bạn. Ok rồi, thì nhiệm vụ của mình sẽ là phải đi bắt những người khác. Như các bạn thấy trên màn hình thì nó kiểu vừa nó xuất hiện ra mấy, kiểu vừa xuất hiện ra lão á. Thì mình sẽ bây giờ phải đi bắt những người khác nha các bạn. Ok, let's go. Tự nhiên bị kẹt các bạn ạ. Ok, thoát ra rồi. Giờ mình nghĩ là bây giờ kiểu mọi người đã bị biến hết thành hết zombie rồi đấy các bạn. Chắc giờ cũng chả tìm được ai. Mà các bạn đã hoàn thành thì nó sẽ hiện ra cái hạng của bạn trên đầu, thì mình đang là hạng 10 nha các bạn. Chán thiệt. Ok. Giờ thì sẽ là chơi tự do. Thì chơi tự do kiểu giống như là nó sẽ đi và các bạn phải được những điểm cao đấy, những cái hiện ra màu cam như thế. Khi mà đi vào những đấy thì sẽ được điểm cam, điểm kiểu điểm cao, nhầm xin lỗi mình nói nhầm, thì các bạn sẽ được điểm cao và được cộng thêm điểm. Hiện tại là mình đang ở xếp hạng thứ 2. Ok, lại tụt xuống hạng thứ 3, lại hạng 2 lại. Ok, được hạng 1 rồi.
được hạng 1 rồi các bạn. Và ai trưởng, mình không nghĩ là mình sẽ được hạng 1. Ai ngờ ấy. Đúng là ai ngờ. Vãi ò. Bây giờ mình mới nhận ra là mình đang chơi Kingpin các bạn ạ. Thế mà từ bây giờ cứ đi làm mấy va hành động. Thì nói sơ sơ về Kingpin thì kiểu giống như là đi nhận những đi à đâu, đi lấy mấy cái vương miện ở trên màn hình ấy, nó có hiện ra mấy cái vương miện ấy. Ra đấy đấy để lấy cái, nếu mà mình đâm vào người ta thì mình sẽ được cái vương miện. Ok. Thì cái này đối với mình thì nó sẽ hơi khó. Ôi, ngại trượt. Thank you.
Và mình nghĩ bây giờ sẽ thay đổi không khí thì các bạn cho nó đỡ quá chú tâm về một cái trận ấy. Nên là giờ mình nghĩ là mình sẽ thoát ra để xem có cái gì hay hay mình chơi không nha các bạn. Mình nghĩ bây giờ thì sẽ chơi kiểu nhỏ nhé để xem thay đổi kênh như gì. Xong rồi tham gia xem cái map này chơi từ đã để mình vào xem có cái map nào chưa không nữa. À đây có map rồi các bạn. Thì cái này giống như là mình sẽ nhảy là đi ra sẽ đánh nhau. Thì mỗi khi mình nhảy thì mình sẽ được tăng lên sao. Và hiện tại là mình đang là level 3 và 1 sao. Đấy, mình cứ ấn nhẹ nhẹ như thế thôi. Ấn vào những cái trò khi chạy qua thì mình sẽ ấn vào.
Dài rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây. Tạm biệt các bạn.